Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại hơn 1.000 doanh nghiệp, 25% doanh nghiệp cho biết thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành khó và rất khó, 67% bình thường, 8% dễ thực hiện. Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến kiểm tra chuyên ngành quá nhiều nhưng thiếu đồng bộ và chưa phù hợp với thông lệ quốc tế đã khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn khi hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa. Cắt giảm những thủ tục bất hợp lý nhằm tiết giảm hơn nữa thời gian, chi phí là mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định cơ chế một cửa quốc gia trước khi trình chính phủ ban hành, các bộ ngành, trong đó có ngành hải quan, đang tích cực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu như thế nào. Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn làm khó doanh nghiệp. Nhưng trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Tại buổi làm việc mới đây của tổ công tác của Thủ tướng với 16 bộ ngành, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, dù hiện nay tỷ lệ danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn đã giảm từ 51% xuống còn 34%, nhưng tỷ lệ này vẫn còn khá nhiều. Việc thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục. Đây là một vấn đề cần khắc phục trong năm 2018 nhằm cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Hàng hóa đã kiểm tra thì phải có tiêu chuẩn, quy chuẩn. Trong công tác quản lý chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu, hiện vẫn còn 41 danh mục hàng hóa chưa được mã hóa. Điều này dễ hiểu lầm, gây khó cho doanh nghiệp. Đồng thời hiện cũng còn 37 danh mục hàng hóa có tên nhưng chưa được sửa đổi bổ sung tên quốc tế mới mà quốc tế đã sửa đổi. Đây cũng là vấn đề cần sớm được giải quyết để giúp doanh nghiệp dễ thực hiện thủ tục. Tỷ lệ kiểm tra chuyên ngành đã giảm được từ 35% số lô hàng trước đây xuống còn khoảng 26% năm 2017. Nhưng ngay cả khi năm 2018 giảm được xuống còn 15% thì tỷ lệ này vẫn cao hơn trung bình các nước là 7%. Chính vì vậy, cần xây dựng danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành theo hướng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo quản lý nhưng vẫn thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cải cách thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong những năm gần đây. Nghị quyết 19 năm 2018 yêu cầu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 đến 27% hiện nay xuống dưới 10%. Dù đã đạt được những thành tựu đáng kể trong cải cách thủ tục hành chính, theo báo cáo chỉ số kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, nhưng doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc trong việc tuân thủ các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, doanh nghiệp này cho biết nguyên nhân chính khiến cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành kéo dài, gây khó cho doanh nghiệp là những quy định chồng chéo, không đồng nhất. Một mặt hàng nhập khẩu vừa phải chứng nhận hợp quy, vừa phải kiểm tra từng lô. Hay cùng một mặt hàng nhưng lần nào nhập khẩu phải xin giấy phép lần đó. Bên cạnh đó còn phải kiểm tra chất lượng. Điều này đã gây thêm khó khăn về thời gian, chi phí của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình, kế hoạch sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp. Chúng tôi còn có một số giấy tờ mà chúng tôi cảm thấy là nó không cần thiết. Ví dụ như là cái giấy tờ mà xác định trọng lượng của container, thì tôi nghĩ là ở ngoài cảng có đầy đủ trang thiết bị để xác định trọng lượng thực tế của cái công hàng của chúng tôi là bao nhiêu rồi. Cho nên việc xác định chúng tôi phải ký lên những cái tờ giấy xác định trọng lượng của công đó là nó vô nghĩa. Ví dụ như trọng lượng chúng tôi mà quá công thì bên ngoài cảng có quyền chặn lại, không cho công đi. Như vậy thì cái tờ giấy mà xác định trọng lượng công chúng tôi, hiện tại bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng không hiểu là nó có tác dụng gì giúp cho bên ngành ngoài cảng để xác định được cái công hàng của chúng tôi. Ủng hộ Nghị định số 43 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho rằng, trong quá trình thông quan xuất khẩu, nhập khẩu thì các vấn đề quy chuẩn về kỹ thuật trong mấy năm qua rất chậm trễ, khiến cho nhiều thủ tục hành chính bất cập, gây ra vướng mắc giữa nhà nước và doanh nghiệp. Làm sao trên nền tảng một cửa khi nghị định về cơ chế một cửa quốc gia và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đi vào thực tiễn, doanh nghiệp sẽ không gặp phải khó khăn như vậy. Trong bối cảnh mà cải cách rất là nhiều, ít nhất trong 2-3 năm vừa qua, chúng tôi thấy rằng đang xảy ra một cái tình trạng là chơi chữ. Nếu như chỉ cần nằm sai với một cái chữ thì sẽ bị ách lại. Nghị định 43 của Chính phủ về vấn đề nhãn hàng hóa thì cái trường hợp này là một sự không rõ ràng.
và đã không rõ ràng thì cơ quan kiểm tra chuyên ngành vị vào đây và không xử lý. Không xử lý tức là không thông qua được. Là kiểm tra chuyên ngành ở đây thì trong nghị định chỉ đặt ra vấn đề là kiểm tra chuyên ngành thôi. Nhưng thực ra là trong điều chỉnh là kể cả phần quản lý của các bộ rất là nhiều. Cho nên chúng tôi cho rằng cái chỗ này phải điều chỉnh cả quản lý và kiểm tra chuyên ngành. Kiểm tra chất lượng thì hiện nay chưa được xử lý ở đâu cả. Bởi vì hiện nay đang các cái nghị định, các cái luật, các cái nghị định về quản lý chuyên ngành đối với chất lượng sản phẩm hàng hóa thì hiện nay chưa sửa đổi gì cả. Mới sửa đổi cái thông tư của Bộ Khoa học Công nghệ. Đại diện đại lý hải quan cũng cho hay liên quan đến kiểm tra chuyên ngành về hàng trung chuyển từ cảng nhập đến các chi cục trong cùng một cục hải quan quản lý và đến các chi cục khác hải quan quản lý còn khó khăn. Ngoài ra, hiện nay vẫn còn vướng nghị định 187 là phải xin giấy phép gây khó khăn cho các hãng tàu. Thì đối với các hàng trung chuyển mà đi từ cùng một chi cục, cùng một cục mà hải quan quản lý thì hiện tại ta thực hiện cũng còn rất là cân nhắc. Là một số chi cục ta chưa thực hiện được. Ngoài ra là đối với mà chúng ta vận chuyển hàng trung chuyển từ một cơ quan này đến một cơ quan khác là chúng ta phải vướng cái nghị định mà điều 40 của nghị định 187 ấy, là phải xin giấy phép kiểm tra chuyên ngành. Thì cái này tôi nghĩ là giữa chi cục này đi qua chi cục cho một cục hải quan và những cục hải quan này đi qua cho một cơ quan khác nó chả có ý nghĩa gì. Thực tế ở cảng cái lái của tôi là hàng hóa trung chuyển nhập về cảng cái lái. Xong rồi tàu mẹ đón ở cảng cái mép kỳ bãi thì chúng ta để thực hiện thủ tục trung chuyển ra ngoài cái mép kỳ bãi làm tàu xin rất là nhiều phép thì rất là hạn chế được khó khăn, rất là khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh khai thác tàu biển và chính là tồn lượng hàng hóa rất là lớn trong của các nghiệp khai thác cảng. Mặc dù dự thảo nghị định được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận bởi có những cải tiến thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa, tuy nhiên, còn một số điều trong nghị định mới chỉ điều chỉnh đối với một số thủ tục hành chính cụ thể và không đảm bảo tính bao quát chung để phục vụ cho việc triển khai mở rộng thủ tục hành chính điện tử. Doanh nghiệp sau khi có những cái kết quả phản hồi của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành thì vẫn phải thông báo cho các cơ quan hải quan rằng là đã có cái kết quả đó hoặc thậm chí phải in ra hay là phải gọi điện để đọc số cái mã HS đi kèm với cả các mặt hàng. Thì cái mô tả nó không rõ, nó dẫn đến một cái tình huống là khi hải quan gọi là xác định cái mã HS nó có thể dẫn đến tình trạng tùy nghi. Nó có thể tùy nghi và tùy nghi này nó có thể cả trong một câu chuyện lớn là từ mặt hàng này áp sang gọi là một cái mã nọ hay là trong một cái tình huống gọi là thông quan cụ thể. Thì có những cái mặt hàng mà áp mã HS nó chưa gọi là phù hợp với cả thực tiễn. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, những bất cập của hoạt động kiểm tra chuyên ngành không chỉ là nguyên nhân dẫn đến thứ hạng về chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam mà còn tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, gây ảnh hưởng lớn tới môi trường kinh doanh. Doanh nghiệp mong muốn giảm những thủ tục chồng chéo không cần thiết, gây khó khăn, tăng chi phí cho doanh nghiệp và làm giảm năng lực cạnh tranh. Đi ngược lại với chủ trương cải cách hành chính cần sớm được xóa bỏ. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy sự chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt. Năm 2018, Chính phủ đã giao cho các bộ quản lý chuyên ngành phấn đấu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan từ 30 đến 35% hiện nay trên tổng số các lô hàng xuất nhập khẩu xuống còn dưới 15% nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, dòng vẫn phải đảm bảo hiệu quả trong quản lý nhà nước, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Điều này đặt ra nhiều yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn nữa các bộ ngành nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính. Sự phối hợp này đã được các bộ ngành triển khai đến đâu? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đại diện Cục Hải quan các địa phương cho rằng chính sự chồng chéo trong quản lý đã đặt ra yêu cầu về phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành nhằm giảm các thủ tục hành chính. Thì qua cái quá trình mà thực hiện thì bản thân thấy là coi như cái hệ thống này là một cái hệ thống là hiện đại và chuyên nghiệp. Giúp cho cái quá trình thông quan hàng hóa được tốt. Cụ thể là việc đăng ký tờ khai hải quan thì được thuận lợi hơn trước, là có nghĩa là hiện nay thì doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan ở mọi lúc mọi nơi 24/24. Cái thứ hai nữa đó là tốc độ hàng hóa là coi như thông quan được nhanh chóng. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, chưa tới 1% các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành có sai phạm. Riêng mặt hàng thực phẩm chế biến sâu, tỷ lệ này chỉ là 0,02%. Với xác suất như vậy, việc áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành là bài toán thiết thực hỗ trợ giảm thời gian thông quan cho các doanh nghiệp hiện nay. Theo thống kê hiện nay của ngành hải quan thì cái tỷ lệ phát hiện đối với các lô hàng mà thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành nói chung, và trong đó có mặt hàng thực phẩm và mặt hàng thực phẩm đã qua chế biến sâu
qua kiểm tra và thống kê thấy rằng là tỷ lệ phát hiện sai phạm nó rất thấp, nó chỉ khoảng 0,02% trên tổng số lô hàng. Thì có nghĩa rằng là nếu mà chúng ta kiểm tra 10.000 lô hàng thì phát hiện ra khoảng 2 lô hàng vi phạm. Như vậy trung bình toàn ngành nếu mà cái tỷ lệ phát hiện nó cũng rất thấp so với cả các lô hàng kiểm tra. Cơ chế một cửa quốc gia được triển khai từ tháng 11 năm 2014 và được xây dựng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành và thông báo kết quả kiểm tra trực tuyến, đồng thời thực hiện cam kết quốc tế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh bằng phương thức điện tử phi giấy tờ, góp phần giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Nghị định mới về cơ chế một cửa và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là quan trọng và kịp thời trong bối cảnh hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO mà Việt Nam là thành viên đã có hiệu lực từ tháng 2 năm 2017. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 19 năm 2018 của Chính phủ lần 5 đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Do đó, dự thảo nghị định cơ chế một cửa quốc gia sẽ giúp Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi thương mại hơn nữa cho các doanh nghiệp thông qua việc đơn giản thủ tục hải quan và thủ tục xuất nhập khẩu. Theo Nghị quyết 19 năm 2018 của Chính phủ, các bộ ngành cắt giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành trong từng lĩnh vực ngay trong năm. Danh mục hàng hóa cắt giảm phải kèm theo mã HS tương ứng quy định tại danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 65 năm 2017 của Bộ Tài chính và phải được quy định tại một số quy định cụ thể. Trước ngày 31 tháng 10 năm 2018, hoàn thành việc rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan. Để hiện thực hóa, cần sự phối hợp giữa các bộ ngành. Có như vậy thì việc xóa bỏ chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành mới không còn là khẩu hiệu. Việc áp dụng dự thảo nghị định cơ chế một cửa quốc gia hiện nay rất rộng, nhiều nội dung mới liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân và pháp luật chuyên ngành. Để khắc phục những tồn tại trên và sớm đưa nghị định về cơ chế một cửa và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trước khi trình chính phủ ban hành, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa ông, dự thảo nghị định về cơ chế một cửa và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu sẽ tạo thuận lợi như thế nào đối với doanh nghiệp trong việc thông quan hàng hóa? Nhất là nó đáp ứng với cái yêu cầu nhập quốc tế của Việt Nam tham gia các cái nghị định, hiệp định của hội nghị tổ chức thương mại thế giới về một cửa cũng như tạo thuận lợi thương mại. Hai nữa là cam kết các cái hiệp định của Việt Nam trong cái khối ASEAN đảm bảo cái yêu cầu của chính phủ cải thiện môi trường kinh doanh cũng như là giảm thời gian chi phí kiểm tra đối với doanh nghiệp. Thì cái nghị định này nó sẽ góp phần chuẩn hóa, tiêu chuẩn hóa và kết nối các cái cơ quan quản lý chuyên ngành đưa lên cái cơ chế thủ tục của một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Nó tạo cho cái thời gian lưu chuyển hàng hóa cũng như là chuyển đổi các cái phương pháp quản lý chuyên ngành, chuyển đổi sang phương pháp hiện đại hơn. Vâng, thưa ông, trước những khó khăn doanh nghiệp còn gặp phải, thời gian tới ngành hải quan sẽ khắc phục như thế nào để đưa dự thảo vào thực tiễn? Chúng tôi cũng nỗ lực để tiếp thu tất cả các ý kiến của phía cộng đồng doanh nghiệp, những đặc biệt là cụ thể hóa hơn một số vấn đề và giải thích làm rõ một số những cái vấn đề, đưa những cái giải pháp rất là mới để làm sao mà đưa cái hoạt động kiểm tra chuyên ngành nó vào thực chất và nó có khả thi trên thực tế. Đối với cơ quan hải quan thì chúng tôi cũng triển khai mạnh mẽ các cái chương trình giám sát hải quan cảng ra mở rộng cho toàn quốc để đảm bảo khắc phục được khi mà những cái chứng từ vào một cảng và có một yêu cầu chuyển đổi các cảng thì các cảng khác cũng được kết nối thông tin không phải khai báo lại. Thì cái này dự kiến cuối năm nay thì Tổng cục Hải quan sẽ mở rộng cái chương trình giám sát cảng biển sang toàn quốc để đảm bảo cái sự kết nối các cái chứng từ và cái sự giám sát hải quan một cách tự động, giải quyết những cái yêu cầu phía doanh nghiệp về vấn đề nộp thuế nhanh hơn. Thì chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan của Ngân hàng Thương mại cũng như là Kho bạc Nhà nước để đảm bảo cải thiện cái chương trình hiện nay là khi mà doanh nghiệp nộp thuế rồi thì cũng phải sau 24 tiếng thì nó mới có cái tín hiệu báo nổi lên trên hệ thống là đã thanh toán thuế thì mới được thông quan. Về các cái khoản nộp phí, lệ phí của hải quan và các cái bộ ngành khác thì
nhanh chóng đưa lên cái dạng phương thức điện tử. Thì cái này cũng để phù hợp với cái yêu cầu của nghị quyết 19 mới. Thì chính phủ cũng yêu cầu hải quan cũng như các bộ ngành liên quan phải tăng cường cái mức độ dịch vụ công lên mức độ 3-4. Thì mức độ 4 là mức độ phải thanh toán được trên cái dịch vụ công đó. Thì chúng tôi sẽ theo lộ trình sớm đưa cái này vào cái phương thức thanh toán để đảm bảo cho doanh nghiệp được thuận lợi. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Đến đây chương trình Tài chính thuế xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.